Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt này với cái điện thoại Android để các bạn in cái mã vận đơn trên cái sàn thương mại điện tử TikTok nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth bên mình để dành cho in mã vận đơn cho tất cả các sàn thương mại điện tử nha, như là Shopee, Lazada, TikTok hoặc là giao hàng nhanh. Đó, thì cái máy này các bạn, đây là cái dây nguồn nè, các bạn gắm vào đây, các bạn gắm nguồn kết nối nguồn điện cho cái máy in nè. Còn cái lỗ cắm kế bên á là cái cổng USB Type-C nha, để kết nối với cái máy tính nha. Máy này có thể kết nối được cái máy tính Windows hoặc là MacBook luôn nha. Rồi ok, thì cái máy này sử dụng là cái giấy in dán nha các bạn. Đây, giấy khổ 76x130. Giấy này giấy in dán, các bạn khi mà các bạn in ra thì các bạn lột cái tờ giấy ra, các bạn tháo ra dán kiện hàng luôn nha. Rồi, thì một sấp bên mình bán là một sấp giấy 500 tờ nha. Đây, khổ 76x130. Ok, thì bây giờ các bạn mở cái khay giấy nha. Ở đây nó có cái nút gạt nè, các bạn gạt cái lên để các bạn mở khay giấy ra nha. Rồi, cái giấy này là giấy test, bên mình đã test cái máy in sẵn rồi nha. Rồi giấy thì các bạn bỏ cái mặt nhám ở trên, cái mặt lột á, cái mặt in á các bạn để ở trên nè. Cái mặt lột bỏ các bạn sẽ bỏ ở dưới nè, cái mặt bóng các bạn sẽ để ở dưới nha. Rồi các bạn để vào. Sau đó các bạn đóng cái nắp lại nè. Rồi, các bạn ngắm nguồn điện và các bạn bật công tắc lên nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm và giữ cái nút này nha. Nó kêu tiếng beep, các bạn buông ra thì máy nó sẽ tự động nó canh giấy lại nha. Đó, máy nó sẽ tự động nó canh cái giấy lại. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái điện thoại Android để các bạn in cái mã vận đơn trên cái sàn thương mại điện tử TikTok nha. Ok, bây giờ các bạn vào chỗ Seller Center nè, các bạn vào cái đơn của mình nha, các bạn bấm in hàng loạt nè. Rồi bây giờ các bạn chọn cái đơn nào các bạn in nha. Ở đây thì mình in tất cả các đơn nè, bấm in nhãn vận chuyển nè. Rồi bây giờ mình lưu cái file này lại nha. Ở đây nãy có hai đơn nè, ở đây nó hiển thị hai đơn nè, mình lưu cái file này lại nha. Mình lưu toàn TikTok đi. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài ha. Nó có một cái tệp hoặc là cái file đây nè bạn. Các bạn trên mỗi cái điện thoại nó sẽ khác nha. Trình quản lý tệp nè, các bạn kiếm cái này để các bạn mở cái file các bạn lưu lên nha. Vào tài liệu nè. Nè, cái file nãy mình lưu nè, TikTok nè. Rồi các bạn bấm vào thêm nữa nè, Last Label nè, các bạn chuyển qua Last Label luôn. Xong rồi các bạn chọn cái TikTok PDF nè, nãy mình vừa lưu cái tên đó. Rồi các bạn bấm Ring Now nè. Này các bạn thấy không, nó có hai cái đơn đây nè. Đó, các bạn lưu ý là chỗ này các bạn sửa lại là 76 nè, 130 nè. Chỗ này nha, 76 130. Rồi các bạn bấm OK, các bạn bấm In. Các bạn bật cái vị trí lên giùm mình nha. Rồi kết nối máy in. Tiếp đôi. Rồi bây giờ bấm in. Đó các bạn, máy in khá là nhanh nha. Đây nha, hai đơn vừa in ra nè. Để mình in lần nữa xong mình sẽ dùng điện thoại mình quét cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ quét cái mã cho các bạn xem nè. Đó.
rất là nhạy nha. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha.